Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Mở đầu trailer tập 42 Tuyệt Thế Đường Môn là lúc thông báo 4 đội tiến vào vòng bán kết của cuộc thi đấu hồn đại tái lần này. Trong đó, bao gồm Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia, Học viện Đế Áo, Học viện Tinh La Quốc gia và cuối cùng, đội được xem là yếu nhất chính là Học viện Sử Lai Khắc. Theo như Chu Y đã nghiên cứu thì trong 3 đội kia, dĩ nhiên mạnh nhất là Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Đội trưởng của bọn họ là Mã Như Long, đến nay vẫn chưa từng ra thi đấu. Hắn là một cường giả cấp bậc hồn đế. Đồng dạo còn có hai thành viên đội dự bị là Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần vẫn chưa để lộ ra thực lực. Tiếp đến Học viện Đế Áo của Đế quốc Thiên Hồn cũng có một tuyển thủ đạt đến thực lực của hồn đế. Những người còn lại đều là hồn vương. Còn đối thủ cuối cùng là Học viện Tinh La của Đế quốc Tinh La. Nó một cách tương đối, đây là học viện có vẻ có thực lực yếu nhất nhưng không hẳn là dễ đối phó. Dù sau lần này, Học viện Sử Lai Khắc đến đây tham gia thi đấu cũng là sân nhà của bọn họ. Với lại, mặc dù đội của bọn họ không có hồn đế, nhưng tổng thể thực lực cũng không hề yếu, cả đội có đến 6 hồn vương. Đặc biệt, công chúa cửu cửu của đế quốc Tinh La cũng là một thành viên của chiến đội này. Trước khi vòng bán kết diễn ra, Chu Y đã cùng tất cả mọi người ngồi lại để thảo luận chiến lược thi đấu. Sau khi rời khỏi phòng họp, Hắc Phúc Hạo cảm thấy cả người mình mệt mỏi rã rời. Cả một buổi trưa ngồi ghi nhớ năng lực của đối thủ và chiến thuật đúng là hết sức buồn chán. Thế nhưng, khi về phòng nghỉ ngơi, hắn cũng không lười biếng mà cùng Vương Đông tu luyện để chuẩn bị cho trận bán kết sắp diễn ra. Trong buổi họp hôm nay, Chu Y đã khai sáng cho cả hai nhiều quan điểm mới mẻ về sự xuất hiện của nhiều vũ hồn dung hợp kỹ. Kết quả là một kiến thức mà bọn họ cảm thấy rất hữu ích. Chính vì thế, Hắc Phúc Hạo và Vương Đông bắt đầu thí nghiệm dung hợp võ hồn. Đầu tiên là dung hợp vũ hồn thuộc tính băng và Hạo Thiên Trùy, sau đó đến Hạo Thiên Trùy và Linh Mâu, rồi cuối cùng là băng Bích Hạt và Quang Minh Nữ Thần Điệp. Cứ thế, Hạo Đông Lực nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể cả hai, bọn họ rất nhanh đã tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lòng mỗi người đều mơ ước cả hai sẽ lại tạo ra được những vũ hồn dung hợp kỹ mới. Thời gian rất nhanh trôi qua, ngày đầu tiên của vòng bán kết cuối cùng cũng đến. Vì để các trận đấu đều đảm bảo an toàn, hộ quốc đấu la của đế quốc Tinh La được cử ra làm trọng tài. Lần này, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự được chọn làm người chủ trì cho trận đấu. Năm nay, ông chỉ mới khoảng 60 tuổi nhưng tu vi đã đến cấp bậc Phong Hào Đấu La. Mà nghe đồn, với sự chúc phúc của vũ hồn Thiên Sắc Cô Tinh, thực lực của vị lão giả này thậm chí đủ sức đối với cường giả Phong Hào Đấu La cấp 95. Rất nhanh, nương theo thanh âm của ông vang lên, trận mở màn thi đấu, đoàn chiến giữa Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Tinh La chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, quy tắc vòng bán kết có chút thay đổi so với hai vòng trước. Trong lần này, hai đội thi đấu đoàn chiến xong sẽ đến thi đấu cá nhân. Nếu thắng cả hai trận ấy mới xem như thật sự chiến thắng, còn không sẽ phải đấu tiếp một trận 2-2-3. Nói cách khác, ưu đãi khi chiến thắng đoàn chiến lúc này không còn ý nghĩa nào nữa. Trước khi hai đội chính thức ra sân, Chu Y nhìn đám nhóc một lượt rồi lên tiếng. Ta là người dẫn đội, mọi thứ có thể làm ta đã làm hết. Kế đến thì phải xem các ngươi tài năng đến mức nào, bất kể thắng hay bại, các ngươi đều là anh hùng của Học viện Sử Lai Khắc. Dùng một chút, cô nói tiếp, cẩn thận công chúa Cửu Cửu, nếu ta đoán không nhầm, vũ hồn của cô ấy hẳn là tinh quan. So với không khí sôi sục bên Học viện Sử Lai Khắc thì phía Học viện Tinh La có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Từng thành viên nối đuôi nhau bước lên sàn đấu với sự dẫn đầu của công chúa Cửu Cửu. Cô nhìn về phía Học viện Sử Lai Khắc với vẻ bình thản, nhưng ánh mắt của cô không phải dừng lại trên người đội trưởng Học viện Sử Lai Khắc Mã Tiểu Đào mà là Hoắc Phúc Hạo. Hoắc Phúc Hạo hơi sững người khi trông thấy cô công chúa tao nhã cao quý kia đang nhìn mình với ánh mắt khiêu khích. Hắn thầm nghĩ, khiêu khích tôi làm gì? Bên phía Học viện Sử Lai Khắc, người có thể ngang hàng chiến đấu với cô cũng không đến lượt tôi. Hai đội nhanh chóng lùi về sau, nhưng trong quá trình này, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối thủ, mà cũng ngay lúc này, trận hình của hai đội dần dần được triển khai. Bên phía Học viện Tinh La có thế trận tương đối kỳ lạ, 6 người tạo thành một hình tam giác theo đội hình 1-2-3, sau cùng là công chúa Cửu Cửu. Ánh sáng màu vàng từ đôi mắt cô càng lúc càng rực rỡ, thoạt nhìn rất có phong vị của một thống soái. Bên phía Học viện Sử Lai Khắc có chút thay đổi, đứng đầu vẫn là Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành, cộng thêm Bối Bối. Nhưng lúc này, phía sau bọn họ lại là Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch đứng che trước người Lăng Lạc Thần, còn ngay sau cô nàng là Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Trong lúc song phương đang chú ý chặt chẽ đối thủ thì Thiên Sát Đấu La hét lớn một tiếng, trận đấu bắt đầu. Nghe vậy, hai đội đều có phản ứng cực nhanh, nháy mắt sau đều đã phóng xuất ra vũ hồn của mình. Đến đây thì cũng hết tập 42 Tuyệt Thế Đường Môn. Liệu rằng trận đấu sẽ diễn ra như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.